Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Người cao tuổi thị trấn Ân Thi, say mê luyện tập thể thao sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay. Đã thành thói quen, ngày hai buổi sáng chiều, khoảng 70 hội viên người cao tuổi thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi đều có mặt tại nhà văn hóa huyện để chơi bóng chuyền hơi và tập dưỡng sinh. Đây là hai bộ môn thể thao nhẹ nhàng, đơn giản, phù hợp với người cao tuổi. Vì vậy, số lượng người cao tuổi tham gia và chơi hai bộ môn này được duy trì tương đối đông đủ. Phần đông người cao tuổi đều đã ở tuổi trên 70 nhưng rất hào hứng rèn luyện thể thao. Các cụ cho biết vì chăm tập thể thao mà các bệnh về xương khớp, đau nhức, mỏi đã được hạn chế rất nhiều. Không những thế, việc được gặp gỡ, rèn luyện và trò chuyện với các thành viên trong câu lạc bộ cũng khiến các cụ vui vẻ hơn. Bên cạnh việc duy trì sức khỏe thì sân chơi thể thao cũng chính là nơi các cụ chia sẻ cách nuôi dạy con cháu hiếu thảo, giúp tuổi thêm vui, thêm khỏe. Với mục đích góp phần giúp hội viên sống vui, sống khỏe, Hội người cao tuổi xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ đã tạo các sân chơi thể thao và phát động hội viên lựa chọn luyện tập ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi của mình. Tại 6 chi hội người cao tuổi trong xã phát triển các môn như bóng chuyền hơi, đi bộ, bóng bàn, thu hút khoảng 30% hội viên người cao tuổi tập luyện thường xuyên. Tập thể thao đã giúp người cao tuổi hạn chế một số bệnh về xương khớp và tim mạch. Hàng năm, nhân các ngày lễ lớn, Hội người cao tuổi xã Đoàn Đào đều đặn tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao giữa các chi hội với nhau, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các hội viên người cao tuổi. Để đáp ứng nhu cầu luyện tập của người dân thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm đã thành lập 4 câu lạc bộ thể thao với các môn thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, bóng chuyền hơi và bóng đá. Những câu lạc bộ không chỉ thu hút đông đảo người dân tham gia mà còn phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Hai câu lạc bộ thu hút số lượng lớn người tham gia là câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh và câu lạc bộ bóng chuyền hơi đều có số thành viên gần 60 người. Việc tập luyện các bộ môn được người dân duy trì vào sáng sớm hoặc chiều muộn tại các khu vực nhà văn hóa và khu sân bóng liền kề với tổng diện tích trên 1.000 m², qua đó giúp người dân nâng cao sức khỏe và phát triển phong trào thể dục thể thao. Thực hiện khẩu hiệu khỏe để bảo vệ Tổ quốc, xác định thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, phục vụ công tác và chiến đấu, Công an huyện Kim Động tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất như xây dựng nhà tập cầu lông, bóng bàn, sân bóng chuyền, khuyến khích cán bộ chiến sĩ bố trí thời gian, sắp xếp công việc để tham gia tập thể thao. Hàng ngày sau giờ làm việc, đông đảo cán bộ chiến sĩ công an huyện tham gia chơi các môn bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, tập xà đơn, xà kép. Công an huyện Kim Động còn tích cực tham gia và đạt giải cao tại các giải thể thao do huyện và công an tỉnh tổ chức, tiêu biểu như đội bóng đá giành chức vô địch giải bóng đá công an tỉnh Hưng Yên năm 2019. Năm 2019, thể thao thành tích cao tỉnh Hưng Yên có nhiều tiến bộ trong huấn luyện và thi đấu. Chúng ta sẽ cùng điểm lại những thành tích nổi bật của họ. Trong năm 2019, thể thao thành tích cao đã tham dự 40 giải thể thao quốc gia và quốc tế, mang về cho tỉnh nhà trên 140 huy chương các loại. Trong đó có 21 huy chương vàng, 39 huy chương bạc và 80 huy chương đồng. Hiện nay, tỉnh ta cũng có 36 vận động viên được công nhận đẳng cấp quốc gia, trong đó có 9 vận động viên đạt kiện tướng. Trong năm qua, các bộ môn như pencak-silat, ủ-su, võ cổ truyền, taekwondo vẫn là những môn thế mạnh của Hưng Yên. Tại kỳ SEA Games 30 vừa qua, tỉnh ta đã có 2 vận động viên tham dự là Nguyễn Đức Chí giành huy chương bạc và Doãn Thị Nhuần giành huy chương đồng đều tại môn võ gậy. Đặc biệt, trong năm 2019, vận động viên Bùi Bá Đức đạt huy chương bạc ở hạng cân 45 kg nam giải pencak-silat bãi biển thế giới lần thứ nhất được tổ chức tại Thái Lan. Giải tham dự có 36 nước, có hơn 700 vận động viên tham gia. Nên em cũng cố gắng được thi đấu từ vòng ngoại đến vào vòng chung kết, giành thành tích cao nhất về cho Việt Nam và tỉnh Hưng Yên. Trong năm 2020, em và các vận động viên sẽ cố gắng tập luyện thật tốt và thi đấu đạt thành tích cao nhất mang về cho tỉnh. Tại các môn thể thao tập thể cũng ghi dấu nhiều thành tích ấn tượng. Đội bóng đá nhi đồng đã giành một huy chương bạc và một huy chương đồng tại Đại hội bóng đá Nhật Bản. Các cầu thủ của câu lạc bộ Phú Hiến cũng giành ngôi vị Á quân tại giải hạng nhất quốc gia. Hai đội bóng chuyền nữ sau nhiều năm cố gắng, năm nay đã lần đầu tiên thắng thuyết phục hai đối thủ mạnh là đội Thái Nguyên và đội Kinh Bắc. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc phát triển thể thao thành tích cao vẫn còn nhiều khó khăn. Về vấn đề thứ nhất là tìm các nhà tài trợ để đầu tư vào cái dinh dưỡng. Kèm theo nữa là cái tiền công. Hiện tại thì bộ môn chúng tôi có rất nhiều các cầu thủ của toàn quốc cũng muốn về Hưng Yên. Nhưng sau đó thì khi mà họ tìm hiểu về cơ chế thì chúng ta đã chưa có. Nên là người ta cũng lại chỉ có thể đánh giúp chúng ta mùa vụ. Cái hai lớn nữa là hiện tại là cái cơ sở vật chất của trung tâm đã gần 18 năm rồi. Nó đã xuống cấp trầm trọng.
nó không có đủ đảm bảo theo yêu cầu chuyên môn. Những khó khăn đó không chỉ là của riêng bộ môn bóng chuyền mà còn là khó khăn chung của thể thao thành tích cao Hưng Yên. Từ những khó khăn đó, thể thao Hưng Yên đã đề ra những mục tiêu mới để có một năm 2020 khởi sắc. Sẽ trọng tâm đầu tư vào các cái môn, các cái vận động viên của môn võ thuật như ủ su, taekwondo, pencasilat, câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến ấy, thì sẽ phấn đấu tiếp tục sẽ giữ vững thứ hạng cao ở giải hạng nhất quốc gia và nếu có điều kiện thì sẽ lên V-League năm 2021. Thế và bóng đá nhi đồng chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đầu tư, sẽ phấn đấu có huy chương. Phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.